măng hết trơn à. Nhìn thịt nó là sụp luôn, rất là béo luôn đó. Được rồi, đây đừng con cá ngừ nữa nha.
không được ngồi nữa chứ, đứng rồi mà chứ. Ăn cơm đi, ăn rau nha, bỏ rồi cả nhà. Đứng mà còn đứng đó. Đứng mà lắc lên lắc xuống nữa nè. Đứng được có vững đâu. Tiếp tục cả nhà ơi, hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau nha. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là cái võng của em đang nằm này cả nhà. Anh em đi ghe thì toàn là củ võng thôi. Đầu cổ thì chưa chải xong, râu ria chưa có thời gian cạo luôn cả nhà. Nói chung là hôm gầy làm công việc tới công chuyện hoài luôn. Rồi về mình ngủ tí nghe nha.